Phật. Kính thưa đại chúng, đợt bùng dịch COVID-19 tại Việt Nam từ ngày 27 tháng 4 2021 và đến nay vẫn chưa khống chế được. Sài Gòn hiện nay dịch bệnh hoành hành nặng nhất. Mỗi ngày có từ 3 đến 4 nghìn người nhiễm bệnh COVID-19 và từ 2 đến 300 người tử vong. Lãnh đạo thành phố đã áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ lần thứ 3 từ ngày 15 tháng 8. Không khí của một đô thị phồn hoa trở nên ảm đạm, thê lương. Phố xá vắng bóng người qua lại. Hàng cây bên đường thì im tiếng gió. Cửa ngõ thì vắng tiếng nói cười. Vắng luôn cả tiếng hát ca. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng xe cứu thương hú còi inh ỏi, xé tan bầu không khí trầm lắng như xé ruột xé gan. Trường học, công ty, xí nghiệp đều đóng cửa. Bệnh viện dã chiến thì lại mở thêm hoài mà không đủ để chứa bệnh nhân. Bác sĩ y tá thì làm việc quá sức. Thiết bị y tế thì trở nên thiếu hụt trầm trọng. Người bệnh, người chết thì mỗi ngày một tăng. Người nghèo không đi làm được, thiếu ăn. Tiếng khóc, tiếng than của người đói, người bệnh, người chết khắp nơi, trong nhà, ngoài ngõ. Có ai ngờ đâu một thành phố hoa lệ ngày nào bây giờ lại biến thành biển lệ thương đông. Nguyên nhân tại đâu mà con người phải chịu thiên tai rồi tới dịch bệnh như thế này? Ông trời hay là ma quỷ? Thật ra chính là do lòng tham sân si của con người đã hủy hoại thiên nhiên, sát sinh hại vật, tạo rất là nhiều nghiệp ác. Ngày nay con người phải nhận lấy cái hậu quả của chính mình tạo ra trong quá khứ. Không phải do ông thần, ông thánh nào trừng phạt con người cả. Thì mọi người hãy nên thức tỉnh. Muốn thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, thì con người phải giảm bớt tham sân si, rồi bớt sát sinh hại vật, bớt hủy hoại môi trường. Khi thân khẩu ý của con người kiểm soát được, không gây tổn hại cho môi trường, cho tha nhân, thì thiên tai, dịch bệnh sẽ dần dần chấm dứt.
mỗi người biết bảo vệ chính mình, bảo vệ thiên nhiên, thì chắc chắn an lạc hạnh phúc sẽ đến với tất cả chúng ta. Từ những cái cảm xúc về Sài Gòn thê lương ảm đạm trong những ngày vừa qua, nên thầy có làm một bài thơ với tựa đề là Thương Quá Sài Gòn. Bây giờ thầy xin đọc cho đại chúng được nghe. Sài Gòn ơi, thương quá. Tháng tư buồn 2021, nắng mùa hè rớt giọt mưa xa, phố xá vắng bóng người, hàng cây lặng gió, cửa ngõ im tiếng cười, cả tiếng hát ca. Xa xa chỉ nghe tiếng xe cứu thương hú còi inh ỏi, trên những con đường lạnh lẽo lá mưa rơi. Trường học, công xưởng khắp nơi nơi đóng cửa, bệnh viện dã chiến mở thêm hoài thêm nữa, người bệnh, người chết từng bữa gia tăng vì virus corona hung hăng lây lan quá dữ. Cả đô thị phồn hoa chưa bao giờ ngủ, nay trở thành thất thủ tan hoang, người nghèo, người đói hoang mang khắp phố, tiếng khóc tiếng than trong nhà ngoài ngõ. Có ngờ đâu thành phố hoa lệ ngày nào nay biến thành biển giọt lệ thương đau. Ai đã gây nên nỗi sầu bi tan tóc, con người hay con vật? Nhân loại ơi, hãy nên tỉnh giấc, do tham sân si đánh mất chính mình, phá hoại môi trường, sát hại sinh linh. Con người hủy hoại thiên nhiên, thiên nhiên tính sổ con người. Bão lũ khắp nơi, dịch bệnh hoành hành khắp chốn, nhân quả rõ ràng, chạy trời trốn sao khỏi nắng. Mình làm mình chịu, chẳng phải thánh thần trừng phạt. Muốn thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, hãy bảo vệ chính mình, bảo vệ thiên nhiên, bớt tham lam, giảm sân hận não phiền, thì thiên tai tự nhiên chấm dứt. Sài Gòn ơi, hãy cố lên gắng sức, vượt qua đại dịch Covid, mây đen hết rồi, trời lại sáng tươi, mọi người sẽ nở nụ cười hạnh phúc. Hết. Rồi bây giờ thầy thử ngâm xem có được không. Sài Gòn ơi, thương quá. Tháng tư buồn 2021, nắng mùa hè rớt giọt mưa xa, phố xá vắng bóng người, hàng cây lặng gió, cửa ngõ im tiếng cười, cả tiếng hát ca. Xa xa chỉ nghe tiếng xe cứu thương hú còi inh ỏi, trên những con đường lạnh lẽo lá mưa rơi. Ngâm lược.
Thôi bây giờ mời đại chúng nghe Phật tử Nguyễn Thị Yên, pháp danh Bảo Hương ở Hà Nội, sẽ ngâm cái bài thơ này chắc có lẽ hay hơn. Cái thầy thì không có giọng ra ngâm được. Thầy mong đại chúng hoan hỷ. Bài thơ Thương Quá Sài Gòn. Sài Gòn ơi, thương quá. Tháng tư buồn 2021, nắng mùa hè rớt giọt mưa xa. Phố xa vắng bóng người, hàng cây lặng gió, cửa ngõ im tiếng cười, cả tiếng hát ca. Xa xa chỉ nghe tiếng xe cứu thương hú còi inh ỏi trên những con đường lạnh lẽo ra mưa rơi. Trường học công xưởng khắp nơi nơi đóng cửa, bệnh viện dã chiến mở thêm hoài thêm nữa, người bệnh người chết từng bữa gia tăng. Vì virus corona hung hăng lây lan quá dữ, cả đô thị phồn hoa chưa bao giờ ngủ ơi, nay trở thành thần thủ tan hoang. Người nghèo người đói hoang mang khắp phố, tiếng khóc tiếng than trong nhà ngoài ngõ. Có ngờ đâu thành phố hoan lệ ngày nào nay biến thành biển giọt lệ thương đau. Ai đã gây nên nỗi sầu bi tang tóc, con người hay con vật? Nhân loại ơi, hãy nên tình giấc. Gió tham sân si đánh mất chính mình. Phá hoại môi trường, sát hại sinh linh, con người hủy hoại thiên nhiên tinh số con người. Bão lũ khắp nơi, dịch bệnh hoành hành khắp chốn nơi. Nhân quả rõ ràng, chạy trời chốn sao khỏi nắng ngơi.
Mình làm mình chịu, chẳng phải thánh thần trừng phạt. Muốn thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, hãy bảo vệ chính mình, bảo vệ thiên nhiên. Bớt tham lam, giảm sân hận não phiền, thì thiên tai tự nhiên chấm dứt. Sài Gòn ơi, hãy cố lên gắng sức vượt qua đại dịch Covid. Mây đen hết rồi, trời lại sáng tươi, mọi người sẽ nở nụ cười hạnh phúc. Bây giờ xin mời đại chúng tiếp tục nghe Đại Đức Thích Chiếu Túc, trụ trì chùa Hưng Khánh, thôn Thượng, xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, sẽ ngâm bài thơ này. A Di Đà Phật. Bài thơ Thương Quá Sài Gòn. Sài Gòn ơi, thương quá, tháng tư buồn 2021, nắng mùa hè rớt giọt mưa xa. Phố xa vắng bóng người, hàng cây lặng gió. Cửa ngõ im tiếng cười, cả tiếng hát ca. Xa xa chỉ nghe tiếng xe cứu thương, hú còi in ỏi. Trên những con đường lạnh lẽo la mưa rơi, trường học công xưởng khắp nơi nơi đóng cửa, bệnh viện dã chiến mở thêm hoài thêm nữa. Người bệnh người chết từng bữa gia tăng, vì virus corona hung hăng lây lan quá dữ. Cả đô thị phồn hoa chưa bao giờ ngủ, nay trở thành thất thủ tan hoang. Người nghèo người đói hoang mang khắp phố, tiếng khóc tiếng than trong nhà ngoài ngõ. Có ngờ đâu thành phố hoa lệ ngày nào, nay biến thành
biển giọt lệ thương đau. Ai đã gây nên nỗi sầu bi tăng tóc? Con người hay con vật? Nhân loại ơi, hãy nên tỉnh giấc. Do tham sân si đánh mất chính mình, phá hoại môi trường, sát hại sinh linh. Con người hủy hoại thiên nhiên, thiên nhiên tính sổ con người. Bão lũ khắp nơi, dịch bệnh hoành hành khắp chốn. Nhân quả rõ ràng, chạy trời trốn sao khỏi năng. Mình làm mình chịu, chẳng phải thánh thần trừng phạt. Muốn thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, hãy bảo vệ chính mình, bảo vệ thiên nhiên. Bớt tham lam, giảm sân hận, não phiền, thì thiên tai tự nhiên chấm dứt. Sài Gòn ơi, hãy cố lên gắng sức, vượt qua đại dịch Covid. Mây đen hết rồi, trời lại sáng tươi. Mọi người sẽ nở nụ cười hạnh phúc. Hóc Môn, Chùa Hoằng Pháp, ngày 15 tháng 8 năm 2021. Thích Chân Tín, bút hiệu Thanh Lương.